Và người nghệ sĩ sau đây cũng là một người nghệ sĩ kỳ cựu của làng sân khấu cải lương, rất nhiều chưa thế hệ vàng. Anh đã tham gia không biết bao nhiêu vở cải lương và đóng không biết bao nhiêu vai mà được bà con yêu mến của thế hệ mà yêu mến bộ môn sân khấu cải lương. Hôm nay sẽ có mặt tại nơi đây để hát phục vụ cho quý vị. Bây giờ xin quý vị hãy hướng về sân khấu và yêu thương, dành một tràng pháo tay để đón chào sự xuất hiện của nghệ sĩ kỳ cựu cải lương, nghệ sĩ Hiếu Liêm. Pháo tay lớn lên bà con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin chào các thầy, xin chào các Phật tử, chào quý vị khán giả thân mến. Hiếu Liêm xin trình bày hai câu vọng cổ với tựa đề là Gia Tài Của Cha. Xin quý vị cùng nghe. Tưởng về ngày Phật đản sinh, sáng rực soi hình dáng xưa, đức ân nói mấy cho vừa, nói trăm ngàn kiếp vẫn chưa hết lời. Phật là giác, nhưng người giác ngộ ấy là ai mà bốn loài xem như từ phu? Như đấng cha hiền có tâm đại bi vô lượng, cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển trầm luân sóng gió ban đạo. Cõi tôn sư lấy lại phụng thờ, người là ai mà được những lời ca tụng làm đẹp lòng chư Phật mười phương? Thế gian giải chánh đẳng giác đều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư thế tôn minh hạnh túc, những cao danh mà trời người than thục, các con của cha nên thấu đáo tận tường. Cửa cao nhà rộng không phải của tiền danh vọng gâm nhung, mà là những lời giải của Đức Thế Tôn, bỏ giữ làm lành sống đời thánh thiền. Ngũ giới hành thâm tham sân si tận diệt, để mong có ngày hiển lộ chân tâm. Tâm có sáng ta không còn lầm đi trong sao nẻo, nghiệp chướng tiêu tan Phật quốc ta về. Thương con cha dạy bao điều, gia tài là chỉ bấy nhiêu giải bài. Muốn qua trăm tấn ngàn cây quay về,